chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24h TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé. Như quý vị cũng đã biết, cuộc sống xung quanh chúng ta có rất là nhiều điều bất ngờ và thú vị mà chúng ta khó có thể khám phá hết và không nghĩ rằng nó có thể xảy ra. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với chuyên mục Chuyện lạ quanh ta để cùng khám phá những điều bất ngờ xung quanh cuộc sống nhé. Căn nhà được xây 100% bằng gỗ độc nhất vô nhị ở Hà Tĩnh, trả giá trăm tỷ cũng không bán. Giữa cuộc sống hiện đại với những căn biệt thự, nhà tường thiết kế đơn giản tinh tế thì vẫn còn tồn tại những ngôi nhà mà chỉ cần tình cờ lướt qua thôi cũng khiến cho người ta phải đứng hình. Ngoái lại nhìn bởi kiến trúc nghệ thuật quá độc đáo, giống như ngôi nhà gỗ đắt đỏ tọa lạc ở mặt đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh dưới đây, nó khiến không ít người đi đường phải trầm trồ, thậm chí ngỏ lời muốn vào tham quan. Ông Nguyễn Văn Lân, 74 tuổi, là chủ ngôi nhà gỗ cho biết, nơi đây có giá trị lên tới 30 tỷ đồng, tất cả 5 tầng và nội thất đều bằng gỗ sao, xanh, có xuất xứ từ Lào. Về ý tưởng xây nhà gỗ, ông Lân cho biết, tôi xây nhà gỗ này để làm đẹp cho quê hương, để thỉnh thoảng các bạn đến tham quan chứ không phải để phô trương tài sản. Căn nhà có chiều cao 20 m, được dựng lên từ 22 cột gỗ sao xanh, có đường kính 80 đến 90 cm. Nơi đây có thiết kế thông minh, sử dụng ánh sáng từ cửa kính và đặc biệt là nhiều chi tiết có điêu khắc họa tiết rất nghệ thuật. Ông Lân chia sẻ ông bắt đầu xây dựng nhà từ tháng 12 năm 2015. Toàn bộ gỗ được ông mua gom từ Lào sau nhiều năm, sau đó ông thuê thợ về chạm trổ điêu khắc cho tinh tế nghệ thuật hơn. Giá bậc thang dẫn lên các tầng cũng được chạm trổ tinh tế, đánh bóng loáng, sơn bảo vệ rất thu hút. Ông Lân nói ngôi nhà này trị giá rất nhiều, đó là dày công và tâm huyết của cuộc đời tôi. Bây giờ nếu có người mua trăm tỷ tôi cũng không bán. Được biết sau khi đã đủ số lượng gỗ để cất nhà, ông bắt đầu thuê thợ từ các tỉnh như là Huế, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Nam Định về dựng, mất 3 năm mới hoàn thành. Không gian trong nhà rất rộng, ông Lân sử dụng cầu thang để liên kết giữa các tầng, các phòng, lối đi hành lang được họa sĩ vẽ tranh cảnh để trang trí làm tăng thêm nét nghệ thuật cổ cho căn nhà. Tại mỗi chiếu nghỉ ở cầu thang, mọi người có thể chiêm ngưỡng những bức tranh sơn dầu về phong cảnh đồng quê, do đó không gian có thêm phần sinh động hơn hẳn. Trên tầng 2, không gian khá thoáng đãng và được bài trí bằng một bộ rễ cây đinh hương cao tới 3 m, rộng 2,8 m, có tuổi đời hàng trăm năm. Những tấm phản gỗ được bài trí trong nhà đều bằng gỗ đắt tiền, chắc chắn đẹp mắt. Phòng khách lớn rộng, bằng gỗ dày, được sơn bóng loáng, ghế dài chạm trổ điêu luyện để tiếp khách. Bức tượng Đức Mẹ lớn được đặt tại tầng 5 của ngôi nhà. Bức tượng này được khắc từ một loại gỗ quý có giá trị mà không đâu bày bán. Các bức tranh treo từng góc nhà được thợ tay nghề cao chạm trổ điêu khắc rất công phu, đầy tính mỹ thuật. Khi bước vào căn nhà thì ai cũng nói đây là không gian nghệ thuật chứ không phải nhà để sinh sống nữa. Giếng trời trong căn nhà 5 tầng nhìn từ dưới lên rất hút mắt, đèn lồng thả chùm độc đáo có 102. Phía sau căn nhà gỗ thì ông Lân mới xây dựng thêm nhà 2 tầng bằng gỗ lim cũng vô cùng công phu, đặc sắc. Gia chủ cho biết ông sẽ dùng 3 tầng dưới vào việc kinh doanh, còn 2 tầng và gian nhà mới dựng để phục vụ sinh hoạt cho gia đình. Bên trong ngôi nhà như tòa lâu đài ở Nam Định. Quý vị và các bạn thân mến, ngôi nhà hoành tráng này nằm ở làng Tỷ Phú, Phú An, thuộc huyện Trực Ninh, Nam Định, có tổng diện tích 3 hectare. Diện tích nhà ở là khoảng 700 m2, với 7 tầng, 8 phòng và có cả phòng spa, hầm rượu. Chủ nhà là ông Trần Văn Dĩnh, một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực đóng tàu biển. Ngôi nhà trông như một tòa lâu đài bề thế, từng gây sốt trong đám cưới của con gái thứ hai hồi giữa tháng 1 vừa qua. Con gái đi lấy chồng, con trai út đi du học, nhưng chủ nhà vẫn muốn nhà rộng để có chỗ cho con cháu về chơi thật thoải mái. Sở hữu gia thế hoành tráng cùng khối tài sản lớn, nhưng cuộc chồng của vợ chồng vị đại gia vẫn như những gia đình khác. Sau khi có thời gian rỗi, họ thích tụ họp nói chuyện cùng nhau. Vì thế cả nhà đều muốn có một không gian thật rộng rãi, phía bên ngoài được trồng nhiều hoa và cây cảnh. Mọi hoạt động của gia đình như cưới xin, tụ họp đều diễn ra tại đây. Gia chủ cho biết ngôi nhà được xây từ năm 2014, nhưng dự kiến tới Tết Âm năm nay mới hoàn thiện xong tất cả. Bà Kim Dung, vợ ông Trần Dĩnh cho hay, bà là người yêu cái đẹp nên cũng muốn chỉnh chu từng chi tiết. Bước vào sảnh chính là cả một không gian rộng rãi và long lanh, nội thất chủ yếu bằng gỗ, đem tới sự sang trọng. Khu vực tiếp khách được bố trí ghế gỗ nhung, mang nét hoàng gia không hề kém những khách sạn hạng sang. Một quầy đồ uống nho nhỏ được sắp xếp dưới tầng 1, tùy khách lựa chọn thức uống theo sở thích. Không gian sinh hoạt của gia đình mang hơi hướng cung điện thời xưa với những chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh vi. Những chiếc cầu thang gỗ phù hợp với tổng thể nội thất của căn nhà này. Đây là địa điểm chụp hình ưa thích của bà chủ Kim Dung và các khách khứa khi đến chơi. Từ cột gỗ cho tới các thanh chắn hành lang được thiết kế tinh xảo, mất nhiều thời gian để hoàn thành. Hành lang giữa các phòng rất rộng, trên từng bức tường đều được khắc các hoa văn tinh tế, khiến người ta có cảm giác như lạc trong một cung điện. Phòng ngủ của cô con gái nổi bật với chiếc giường gỗ được chạm khắc rất cầu kỳ. Nhà cổ 650 tỷ giữa phố thị của đại gia Đà Nẵng. Để có một không gian xưa cũ trên đường Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng, ông Lê Bá Huy, người đã mạnh dạn chi hơn 32 triệu đô để đầu tư xây dựng. Chị Đỗ Thị Thu Thủy, vợ đại gia Lê Bá Huy kể rằng xây dựng khu nhà này là cả một quá trình kỳ công. Để có được mảnh đất rộng hơn 5.000 m² nằm trên trục đường chính Điện Biên Phủ, hai vợ chồng đã phải năn nỉ 10 chủ đất sang nhượng mới có được. Hồi đó đất trên đường Điện Biên Phủ nóng sốt lắm, nhưng nghe anh Huy trình bày ý tưởng đầu tư xây dựng khu nhà cổ, nhiều nhà mới đồng ý sang nhượng. Hiện giá đất rẻ nhất trên đường Điện Biên Phủ khoảng 30 triệu đồng một mét vuông, thì cả khu đất rộng 5.000 m² này lên đến 150 tỷ đồng. Riêng thời gian xây dựng khu nhà vườn này kéo dài gần 4 năm, từ tháng 7 2008 và hoàn thành ngày 30 tháng 4 2011. Bằng xây một resort 2 khách sạn 5 sao, số tiền đầu tư là gần 500 tỷ đồng. Nếu tính cả tiền đất là tổng số tiền đại gia Huy bỏ ra lên tới 650 tỷ đồng, tương đương khoảng 32 triệu đô la. Nhìn từ bên ngoài, cả một dãy tường thành bao bọc khu nhà vườn. Để tránh tiếng ồn của xe cộ đông đúc trên con đường Điện Biên Phủ, bức tường thành cao 22 m, uốn lượn theo hình chữ L. Mà theo chủ nhân khu nhà vườn này giải thích, chữ L là lông rồng, đầu rồng hướng ra biển và thân rồng cuộn lại để giữ gìn nét văn hóa ba miền của cha ông. Bước vào trong là những khu nhà cổ hàng 100 năm. Cùng với cây cổ thụ trầm mặc trụ bóng thời gian, bên những phiến đá tự nhiên độc nhất vô nhị được chủ nhân khu vườn kỳ công sưu tầm đưa từ các tỉnh thành về. Cả khu vườn là cả một không gian xưa của đời sống và sinh hoạt người Việt, với nhà cổ, cây đa, giếng nước, chợ quê, quan gánh được tái hiện sống động. Ngôi nhà cổ có tuổi từ 100 đến 200 năm, giá mỗi căn 4 tỷ đồng, được chủ nhân khu vườn kỳ công sưu tầm. Đó là chưa kể những vật dụng như bàn ghế, tủ sập cùng các đồ cổ trưng bày trong nhà thuộc hàng hiếm và vô giá. Anh Nguyễn Dũng, một Việt kiều Mỹ quê gốc Đà Nẵng, khi đến khu vườn nhà cổ không gian xưa nhận xét có lẽ là nơi chốn bình yên và sang trọng nhất giữa Đà Thành, nhưng giá cà phê và đồ ăn lại rẻ nhất nước. Anh Dũng nói nếu ra Hà Nội hoặc vào Sài Gòn hay trên đất Mỹ mà ngồi ở những không gian sang trọng như thế này thì chỉ có đại gia triệu phú mới dám đến, còn ở quê mình những nơi sang trọng như thế này thì tất cả mọi người đều có thể đến để thưởng ngoạn. Khám phá vườn cảnh trị giá 170 tỷ đồng ở Tây Ninh. Vườn kiểng này có diện tích là 3.200 m² với hơn 1.000 cây kiểng lớn nhỏ, gồm gốc khế, dúi, nguyệt quế, vạn niên, tùng, mai vàng. Mấy ngày gần đây, thông tin về việc một đại gia cây cảnh trao bán vườn kiểng ở Tây Ninh với giá trị lên đến 170 tỷ đồng đã làm xôn xao dư luận. Chủ nhân vườn kiểng này là ông Võ Phi Sơn, 65 tuổi, được mọi người biết đến với nghệ danh là Ba Hùng. Vườn kiểng của nghệ nhân này có diện tích là 3.200 m² với hơn 1.000 cây kiểng lớn nhỏ bao gồm cốc khế, dúi, nguyệt quế, vạn niên, tùng, mai vàng, nằm ở ngay trung tâm thành phố Tây Ninh. Những cây kiểng này được tạo dáng theo nhiều kiểu khác nhau nhưng có chung một điểm là chúng có giá trị vô cùng khủng. Giá bán trung bình của cây kiểng trong vườn nghệ nhân này trao bán là 2 tỷ đồng một cây, tương đương một chiếc xế hộp tầm trung. Cây cảnh trong vườn phần nhiều được trồng trong những chiếc chậu lớn xây sẵn nặng trên dưới 5 tấn. Trong số khoảng 1.000 cây kiểng thì có 100 cây có giá trị nhất. Đây là những cây được chủ nhân của khu vườn sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trong nước và Campuchia với tuổi đời từ 100 cho đến hơn 300 tuổi. Đầu năm nay, hai cây khế 300 tuổi của nghệ nhân này được đao bán với giá 7 tỷ đồng. Hai cây khế cổ thụ này mang thế trực quân tử, tượng trưng tính tình ngay thẳng, thanh cao, biết đối nhân xử thế. Ông Ba Hùng chia sẻ với báo chí, hai cây khế này được ông mua trong vườn nhà người dân ở Đồng Tháp cách đây ngót 30 năm, mất hơn 20 năm chăm sóc uốn nắn, tạo dáng, cặp cây khế mới được như vậy. Hai cây đều cao 3,9 m, một cây có vòng gốc là 1,96 m, cây còn lại là vòng gốc 2,35 m. tổng trọng lượng gần 2 tấn cá chậu. Trong hội chợ Hoa Xuân, có ngót nghét gần 10 khách trả giá cho cây khế này, có người trả lên đến 5 tỷ đồng nhưng ông không đồng ý bán. Nói về giá 170 tỷ đồng để bán vườn cây cảnh này, ông Hùng cho biết vườn kiểng này với tôi là vô giá nên rất khó khăn khi phải quyết định một mức giá để chào bán. Việc đầu tư từng ấy năm rất tốn kém, trung bình mỗi tháng, nguyên tiền thuê nhân công đã tốn hơn 20 triệu đồng, tính ra mỗi tháng một cây tốn đến 1 đến 2 triệu chi phí. Ông cũng cho hay việc bán vườn kiểng là do ông đã có tuổi, muốn về miền Tây để nghỉ ngơi, an dưỡng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.